Kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của Ngọc Tuyển cô chú anh chị ơi. Dạ hôm nay thì vườn có giao lưu với cô chú anh chị mình cái mặt hàng á, mai vàng gốc nhớt nha cô chú, cây thùng chậu già mùa ha. Thì hiện tại bên vườn cô chú những cái cây này ha là những cái bộ đế cô chú được sắp đế nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này là hàng quấn rễ siêu đẹp luôn cả nhà mình ơi. Và hôm nay thì bên vườn để giá cũng rất là hợp lý cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Hàng này là hàng tuyển chọn không cả nhà mình ơi, gốc đế cực kỳ đẹp luôn ha. Mong là cô chú anh chị mình xem đến cuối video ha và chọn được những cái mã số ưng ý về mình sưu tầm mình chơi Tết ha. Mình làm phong phú thêm khu vườn nhỏ của mình nha cô chú. Dạ rồi em xin phép vào clip luôn ạ. Chào Tiền ha. Dạ em chào chị, em chào mọi người luôn ha. Hôm nay em có một lô mai ha anh chị để giao lưu với mọi người ha. Mọi người coi hết video và ủng hộ em ha anh chị ơi. Rồi. Rồi mã số 1 là cây hữu đức luôn ha anh chị. Rồi mình đọc cho chị cái số alo cái Tiền ơi. Dạ 0862896204 ha, địa chỉ vườn của em là ấp Phú Hội Vĩnh Thành cho lớp Bến Tre ha anh chị. Rồi. Số 1 ha. Rồi mã số 1 ha. Cây dạ hữu đức. Rồi, chiều cao là 50 nha anh chị. Rồi 50 của chú anh chị. Chiều cao ha. Tán ngang là 41. Rồi để đo cũ thân. Hoành thân là 6 ha anh chị ơi. Rồi đo cái bệ luôn ha. Này là cái bệ luôn. Cái bệ 37 ha anh chị. Rồi, rồi mã này em giao lưu là 3 xị, em bao phí vận chuyển cho anh chị mình luôn ha. Rồi, 300 ngàn cho cây này bao ship cho cô chú anh chị mình. Số tiếp theo luôn rồi, cô chú. Rồi, mã số 2 luôn ha anh chị, cũng là một cây hữu đức luôn ha, nhưng mà là đế bí ha anh chị. Rồi, ổ cái cây này bí siêu tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi, cô chú mình nhìn cái đế bí nữa nè, quá đã ha. Chiều cao là 43 ha. Rồi. Tán ngang là 51 ha anh chị. Bí nó siêu to nha cả nhà. Rồi, mình đo. Hoành thân là 8 nha. Rồi. Rồi cái bí nè, quá đã luôn. Bí luôn. Bí là 34 luôn ha anh chị. Rồi, nút ngủ thì dày đặc luôn nha cô chú. Rồi, cây này em ba xị luôn ha anh chị. Bao yên chuyển cho anh chị mình luôn nha. Rồi, 300 ngàn bao ship cây này luôn cô chú. Rồi, tiếp theo là mã số 3 ha anh chị. Cũng rồi, là một cây thủ đức nữa ha anh chị ơi. Đây cô chú anh chị, cây này phong cao ha. Chiều cao là 58 luôn ha. Rồi. Tán ngang 45 luôn ha anh chị. Nút ngủ ok ha cả nhà. Rồi hoành thân là 8 luôn nha. Đó. Cái cũ nè. Cái cũ 43 luôn nè anh chị ơi. Rồi. Cây này giao lưu là 3,5 triệu ha anh chị, em bao phí vận chuyển cho mình chị mình luôn ha. Rồi 350 cô chú. Theo luôn Tiền ơi. Rồi mã số 4 ha, một cây phú tân luôn ha anh chị. Rồi dạ phú tân cô chú. Phú tân này chén này đế cao ha. Phong cao nè, đế cũng quấn nha, cũng khéo nha cả nhà. Chiều cao là 65 ha anh chị. Tán ngang là 49 ha. Rồi. Hoành thân là 7 luôn nè. Rồi. Rồi đó. Để 46 luôn ha anh chị, cũ 46 ha. Dạ phú tân già mùa ha cô chú, vào báo giá chị luôn kìa. Dạ cây này 3,5 triệu ha anh chị, ba phí vận chuyển luôn ha. Rồi 350 cô chú. Rồi mã số tiếp theo luôn cả nhà. Rồi mã số 5 luôn ha anh chị, một cây hữu đức luùn ha. Rồi. Đó. Tàn này là còn ha anh chị. Nè. Cây này toàn giao luôn mà cái nút nụ là cô chú anh chị dạch cả nhà mình xem ha. Rồi chiều cao là 40 ha anh chị. Rồi. Tán ngang là 50 luôn ha. Rồi. Hoành thân là 7 nè. Rồi. À, cái này cũng có đế cũ ha anh chị. Đế là 35 luôn nè. Rồi. Rồi cái này em giao luôn là 3,5 triệu luôn ha anh chị. Rồi 350 cái này cô chú hàng già mồi nha cô chú anh chị mình ơi. Quá trời toàn bọt luôn ha, quá trí luôn. Rồi, con qua mã ạ. Đó tiếp theo. Rồi mã số 6 luôn ha anh chị. Này đế bí nè cả nhà. Này thủ đức luôn ha. Dạ thủ đức luôn. Rồi chiều cao là 35 ha anh chị. Tán ngang là 45 luôn ha. Rồi. Bình thân là 8 nè. Rồi. Rồi cái bí. Cái bí 32 luôn. Rồi. Đó. Dạ, mã này em giao luôn là 3 xị ha anh chị. Rồi 300 bao ship nha cả nhà. Theo cô chú ơi. Rồi, mã số 7 luôn ha. Số 7 luôn. Chiều cao. Chiều cao là 42 nè anh chị ơi. Rồi. Tán ngang 40 luôn ha. Dạ. Cái này không có bệ đế. Hoành thân là 8. Rồi. Rồi cái bệ. Nguyên bệ đẹp ha. Bệ là 38 luôn ha anh chị. Rồi. Rồi mã số này em giao luôn là 3 xị, 3 phí di chuyển luôn ha anh chị. 300 nha cả nhà. Nút nụ đã lên hết rồi cô chú anh chị mình nha.
À, tiếp theo luôn cô chú. Rồi mã số 8 luôn ha anh chị ơi. Rồi. Đó, một cây hữu đức nữa ha. Chiều cao là 48 luôn ha anh chị. Ôi nguyên một cái bệ hết hồn chút. Tán ngang là 46 luôn ha. Rồi. Quanh thân là 10 luôn nè. Trời cái này quá trời đã luôn vậy. Rồi. Củ là 36 luôn ha anh chị. Rồi, có giá trị luôn. Rồi, ha. Cây này là 3,5 luôn ha anh chị ơi. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi. Tiếp theo luôn. Rồi, mã số 9 luôn nè. Thủ Đức luôn nha. Dạ, Thủ Đức luôn. Lô này của đứa đẹp quá cả nhà ơi. Chiều cao là 53 ha. Rồi. Tán ngang là 45 luôn nè. Hoành thân là 8 ha anh chị. Cái củ là 35 luôn nè. Đó giá chị luôn. Rồi cây này ba sĩ em ba phiên chuyển luôn ha anh chị. Rồi 300 nha cô chú anh chị mình ơi. Đó cây rất là ok luôn ha. Già dặn đẹp nè. Rồi qua mã ha. Theo luôn rồi nha. Tiếp theo là một loại một cây hữu đức nữa ha anh chị. Phôm cao ghê trời. Phôm cao ha. Chiều cao là 71 luôn ha anh chị. Rồi. Tán ngang là 40 nha. Hoành thân là 7 luôn nè. Rồi. Rồi, củ là 31 luôn ha anh chị. Chắc ngủ lên ok hết cái nhà. Cái này em 3,5 ha anh chị, em 3 phí vận chuyển luôn ha. Rồi, 350 cái này cô chú. Mã số tiếp theo nha rồi, cô chú. Rồi, mã số 11 luôn ha anh chị. Rồi. Một con rắn luôn ha anh chị. Lại một cây hữu đức nữa ha. Hữu đức đế rắn nha cả nhà. Chiều cao là 53 nè. Rồi. Tán ngang 40 luôn ha anh chị. Rồi. Quỳnh thân là 8 ha. Rồi. Con rắn thì nó có cái đuôi. Củ là 35 ha anh chị. Rồi, rồi 35 cây luôn. Này ba sĩ ba phí vận chuyển luôn ha. Rồi 300 nghìn cái này cô chú anh chị mình ơi. Rồi, tiếp theo cái nha. Số 12 ha anh chị ơi. Lại là một cây hữu đức nữa ha. Chiều cao là 56 nè. Chỉ có cái bệ cái nha. Quá đẹp cái bệ nè. 8.042 luôn ha anh chị. Rồi. Quỳnh thân là 7 nha. Cái bệ nè. Cái bệ 34 ha anh chị. Rồi mất ngộ là quá tí rồi. Cây này 3,5 luôn ha anh chị ơi. Rồi 350 cây này cô chú. Theo luôn cả nha. Rồi tiếp theo là một cây hữu đức nữa ha anh chị. Rồi. Chiều cao là 55 ha. 8.048 ha anh chị. Rồi. Quỳnh thân là 7 ha. Rồi. Cái bệ 34 ha anh chị. Rồi. À, cây này 3,5 luôn ha anh chị. Rồi 350 cô chú anh chị, Thủ Đức ha. Lại nói chung là mình mượn tiền thì Thủ Đức nhiều nha cả nhà. Cây đế đẹp. Theo luôn. Theo lại là một cây Thủ Đức nữa ha anh chị. Cái này cái đế cũ, cái đỏ đẹp đẹp quá trời bự luôn. Ừ. Chiều cao là 60 ha. Rồi. 8.058 luôn nè. Quỳnh thân là 7 luôn ha anh chị. Quá trời cái bệ. Cái bệ 35 ha. Rồi, rồi cây này 3,5 luôn ha anh chị ơi. Rồi 350 cây này nè. Dạ, đẹp hết cả nhà. Quá trời đẹp luôn. 15 hả cô chú? 15 ha. Rồi, lại là một cây hữu đức nữa ha. Đã vô tại bí nè. Quá đã luôn cô chú. Chiều cao là 50 luôn ha anh chị. Rồi. 8.060 ha. Hoành thân là 8 nè. Rồi, củ đế nè. Đế 36 luôn nè. Rồi. Cây này 3,5 ba phiên chuyển luôn ha. Rồi, 350 cho cây này cô chú anh chị. Mã số tiếp theo luôn cô chúng mình nha. Dạ, mã số 16 luôn ha. Rồi, 16 nè. Chiều cao là... Thủ Đức luôn nha. Chiều cao 76 ha anh chị. Này Thủ Đức không cơ. Ok rồi. Hoa nó to, cả nhà đẹp ha, già mùa nè. Cái tàn phải không? Ừ. Tàn như nào? Tán ngang 105 ha anh chị. Một tàn mét 5 ha. Mét lẻ 5 nha cô chú anh chị ơi. Cái hàng này hàng già mùa ha. Quá trời cái củ đế luôn. Thân 17 ha anh chị. 17 là thân rồi.
rồi. Củ là 28 rồi. Củ 28. Chú mừng coi cái hồi đó. Dạ, cây này ghép được bao lâu rồi chị? Dạ, cây này 7 năm rồi nha chị. 7 năm của chú anh chị nè. Ủa, cây quá trời, cây nó già tới luôn cả nhà. Xoay qua cho chị coi ghép đủ cái củ của mình đây. Đó, chú anh chị mình coi nè. Cây này siêu đẹp luôn cả nhà. Và đặc biệt cây này sữa dán bay cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn ha. Này sữa dán bay hết ý luôn. Này ghép cây này em giao luôn là 5 triệu hả anh chị? 5 triệu bao ship ha. Và cô chú anh chị mình coi nút nụ nè. Nó chuẩn lắm cả nhà. Quá trời luôn ha. Đó, nè. Cái này sữa dán bay là bao đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cũng là cây kết thúc clip của em hả anh chị ơi. Rồi. Rồi, anh chị mình xem thấy hộp nhãn mã số nào ủng hộ em hả anh chị. Xin chào ha. Rồi. À, cái này thì cũng kết thúc video của Tiền ha cô chú anh chị, mong cô chú mình xem được mã nào ủng hộ cho cái Tiền ha. Thì nói chung cái cây này là cái đế nó dữ lắm cô chú, đế là quá trời cái đế luôn ha, và nó già cây nó đẹp nha. Cái này về mình sổ dán bay nó là hết bài luôn nè, nút mụn gửi lên kẹo hết luôn đó. Cô chú anh chị tham khảo giúp em nha. Rồi em chào tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.